các chuyên gia cho biết Việt Nam phải đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng, vì nước này đang cố gắng chuyển sang trạng thái bình thường mới bất chấp tình trạng nhiễm COVID-19 đang gia tăng trong nước. Các chuyên gia cho biết, Roger Lott, giảng viên khoa học y tế cao cấp tại Đại học Công giáo Úc cho biết, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng tăng, Việt Nam đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á trong 28 ngày qua. Việt Nam đã báo cáo 13, 972 trường hợp COVID-19 mới vào hôm thứ Ba, nâng tổng số lượng của nước này lên khoảng 1,24 triệu, theo dữ liệu từ Bộ Y tế. Số ca mắc mới hàng ngày cao nhất trong số các quốc gia thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chiếm hơn một nửa tổng số của khối. Đây cũng là con số hàng ngày cao nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế về khóa cửa vào ngày 1 tháng 10. Với tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh vào tháng 9, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 của Việt Nam đã đồng ý chuyển từ chiến lược zero COVID-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt và quản lý hiệu quả đại dịch. Theo bản tin của Chính phủ Việt Nam cùng thông tin VGB News, thực hành kiểm dịch, Lô cho biết vẫn chưa rõ liệu sự gia tăng các ca bệnh hiện tại có phải là một sự thất bại với các phương pháp cách ly hiện tại đối với những cá nhân bị nhiễm bệnh hay không, hoặc nếu virus đang lây lan không có triệu chứng trong cộng đồng, nới lỏng các hạn chế ngăn chặn và cải thiện tỷ lệ tiêm chủng. Việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam đã tăng nhanh trong vài tháng qua, với số lượng người được tiêm chủng đầy đủ tăng từ dưới 3% dân số vào cuối tháng 8 lên 50,6% vào Chủ nhật, theo Our World in Data của Đại học Oxford. Mày theo dõi. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều nước châu Á khác với hơn 90% được tiêm chủng đầy đủ ở Singapore, gần 80% ở Campuchia và 77% ở Nhật Bản. Mauricio Trevisan, giáo sư và trưởng khoa y tế tại Đại học Vin University Hà Nội, cho biết, mặc dù các thành phố lớn đang đi đầu trong việc triển khai tiêm chủng, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên toàn quốc vẫn còn thấp và cần được cải thiện. Việt Nam đã phê duyệt 9 loại vaccine COVID-19, trong đó có vaccine do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Công ty cũng đang nghiên cứu để phát triển vaccine của riêng mình. Nhưng Travisen cho biết khó khăn trong việc tuyển đủ bệnh nhân cho các cuộc thử nghiệm là một trong những lý do khiến sự phát triển chậm chạp. Adam McCarthy, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu và tư vấn Mekon Economics tại Hà Nội, cho biết với tình trạng nhiễm trùng ngày càng gia tăng, các nhà máy sẽ khó thu hút người dân trở lại làm việc vì nhiều người lo ngại một đợt ngừng hoạt động khác. Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào của biến thể Omicron mới tính đến hôm thứ Tư, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận việc ngừng các chuyến bay quốc tế đến và đi từ một số nước châu Phi thông tấn xã việt nam đưa tin hôm thứ tư